Hello Đình Thái, chào các anh. Hôm nay em mới lấy được con máy mài nước và những cái con máy nhỏ nhỏ, máy mài hai đá nhỏ nhỏ của làm việc cho gia đình mà các anh đã hỏi và rồi các anh đã ủng hộ. Những cái đơn hàng các anh đã chốt thì em đã gửi rồi, mong rằng là những anh ở xa, những cái đơn hàng nặng nhận hàng giúp em là được. Lời đầu tiên Đình Thái xin cảm ơn tất cả mọi người, luôn cầu chúc cho các anh nhiều sức khỏe và gia đình luôn bình an. Rồi cái clip của ngày hôm nay em sẽ đăng lại những cái combo vào vít, khoang vít. Vì lần đầu tiên em bán khoang vít nhưng mà em cũng không có nắm được cái giá đầu vào, nên là em lấy giá nó hơi cao, nên là em ra 1,2 triệu một bộ. Thì các anh có anh comment thì nói rằng là bán với giá đó thì thua rồi, nhưng mà rồi em biết rằng là rồi em cũng coi những cái kênh người ta bán thì em thấy rằng là mình bán giá hơi nó hơi cao, vì em lấy vô giá nó cao, em lấy một combo như vậy là 850.000 cho ba thân máy ha, một cái khoang nè, một cái vít nè, một cái đĩa cắt nè, một cái combo của nó là như thế này đây các anh, một cái chạc nè. Tổng cái combo này em nhập đầu vào của nó là 850.000, tiền ship về tới các anh nữa là khoảng cỡ 900 hoặc là 910.000 gì đó. Hai cục pin, ba thân máy và một cục chạc, nên là em không biết rằng là cái đầu để nhập cho nó rẻ hơn nữa, nên là cái giá của ngày hôm nay em để em bán là giá 1 triệu, em lấy lại 100.000 cho ba thân máy, hai cục pin và một cục chạc. Các anh thấy có hợp lý không? Hợp lý thì cảm thấy nó hợp lý thì giá hợp lý thì ủng hộ em nha. Em có thể là bán tiếp hoặc là không. Nếu mà cái đầu vào của em mà nó nằm ở giá cao như vậy thì em không bán nữa. Em không lấy nữa tại vì nó có rất là nhiều công. Đó, mà rồi nó cũng không được anh em ủng hộ. Đó, thì ba cái thân máy này với cứ coi như một cái biết em đi lấy giùm cho các anh đi thì em lấy lời khoảng 30.000 thôi. Đó. Em lãi 100.000 nè cho một cái combo như thế này. Đó, anh nào coi thứ nào có hợp lý được không? Em test máy cho các anh xem. Hợp lý được thì ủng hộ em ha. Rồi cái đầu những ngày sắp tới nữa thì có thể rằng là cái đầu vào thì em sẽ lấy, nếu em bán được cái giá này thì cái đầu vào em sẽ lấy xuống. Đó, nó hạ xuống nữa thì em lấy được, còn không thì em không bán nữa. Rồi, cục chạc này nhá, chạc nè, các anh xem nè. Em cho các anh xem cái đầu chạc trước đây ha. Chạc 12V các anh về đóng pin vô trong ấy đi ha. Để chạc vào trong này cho nó lịch sự mà nó đẹp nè. Một cục rồi mình làm rồi một cục nữa mình cắm chạc. Đó. Nên là các anh bỏ vô ha, cắm vô ha. Đó, các anh xem ha, đó. Nó nháy như thế này nè. Đó, thì là nó chưa có chạc. Khi các anh bỏ pin vô nó dừng lại thì bắt đầu nó chạc. Mà đến khi mà nó chạc đủ rồi thì nó sẽ nhấp nháy như thế này ha các anh ha. Đó. Mà cái hoạt động đều tốt hết nha. Ok rồi, cái thứ nhất nè, cái combo này ha. Combo này là ba thân máy ha. Đây ba thân máy của nó đây ha. Em cũng chọn ngẫu nhiên thôi. Em cứ xếp ra vậy thôi ha. Cái nào đẹp đẹp tí, cái nào xấu một tí. Đó, Nati 12V nha. Tại vì em chọn cái dòng Nati này là vì cái dòng Nati này nó có rất là nhiều máy các anh nè. Các anh dùng combo này nó tiện hơn là tất cả những dòng khác các anh dùng gia đình. Đó, khi mà các anh phải khoan tường thì các anh dùng cái mũi khoan kính đó, cái mũi khoan tường mà mấy bữa em bán á là các anh vẫn khoan tường tốt thôi nha. Để chế độ khoan nè, để chế độ khoan bật cái chế độ mạnh ha, plow nè. Còn cái dòng này là nó gọi là hiu gì đó không biết, hiu đó là mạnh nó mẻ gì đó. Bây giờ em test cái mũi khoan này, em bấm nhẹ nha để cho coi cái độ điều tốc của nó nè. Đây là tua rồi, ngược rồi. Đây là em bấm ở cái chế độ nhanh nhá. Em đang cho nó chạy chế độ nhanh nè. Đó. Tới nè. Anh nhìn thấy không? Chuẩn không? Đó, các anh nhìn thấy không? Ba thân máy các anh nha. Này pin này 12V nha. Vì các anh bỏ pin này đi, pin này nó không còn cầm được đâu. Mình cắm chạc vô để em test máy thôi. Nó còn sống nè. Nhưng mà nó không cầm được khi cái độ mà mình dùng á, nó tải lên cái là nó hết thôi.
Nati này, Made in Japan này, cái con EZT8108 này, một con khoang này ha. Rồi tới con thứ hai này ha, con thứ hai này là con Nati này là EZT601 này các anh nè, con này là con vít nha các anh nha, con này là con vít đó, 12V nha các anh nha. Đó. Các anh nhìn xem nè, đó các anh nhìn thấy không, chuẩn không? Còn điều tốc này, còn thắng từ tốt này nha ha, là hai thân này ha. Bây giờ em lấy ra để em test cái, em muốn bán nó đi ha, em bán nó đi và cho em lãi 100 thôi đó, vì lần đầu tiên mình mà bán máy pin mình cũng không có nắm rõ được đó. Qua cái máy cắt này, máy cắt này thì cái lưỡi của nó cũng bị vấp 2-3 lưỡi rồi cái nè, nó một lưỡi này, hai lưỡi này, ba lưỡi, nó vấp 3 lưỡi rồi cái nè. Anh có thể về tút lại dùng được thì dùng, không thì mua cái lưỡi mới ha. Lưỡi là ba lưỡi ha, Nati. Cái con Nati này là con Nati EZ9101. Ờ không phải. Không phải, đây là cục pin. Còn con Nati này nó là EZ3502. Đó, Nati này, thân này. Thân máy này, đĩa này. Đĩa này là đĩa Hinox này. Bàn của nó là bàn Hinox nè. Còn bây giờ bên mặt bên này thì nó là thông số của nó nè, 12V DC nè, 20A nó là 3400 vòng trên phút sao anh. Đĩa của nó là đĩa 110 các anh. Đĩa cắt nó 110 37mm. Đĩa độ dày của nó đó các anh. Đây là cái cấp này, là cấp bảo vệ của nó nè các anh. Các anh nhấn xuống nha, nhấn xuống nè, bắp cò nè. Thắng từ tốt nha. Đó, các anh nhìn xem nha, được không? Đó. Đây là cái combo của nó, ba máy nha. Ba thân máy, hai vỏ pin và cạc. Về đến nhà các anh là 1 triệu nha. Các anh nhận máy là 1 triệu. Rồi, một combo em bỏ qua nha. Rồi tới cái combo thứ hai nha. Combo thứ hai này là một cây EZT103. À nó cũng giống như cây kia, cũng là 103 kìa. 103 đó. Con này thì cái mẫu mã của nó là cũng là còn đẹp nè, Made in Japan. Made in Japan hết anh nha. Các anh nhìn xem nè. Em để chế độ nhanh đi ha. Đó, tại vì em muốn bỏ cái mũi khoan vô để cho các anh nhìn thấy là cái độ cứng của nó đó. À, anh thấy không? Một con nha các anh nha, một con. Rồi tới con vít nè, con vít nè, đó, con vít này là con cũng Made in Japan nè, Made in Japan nè, ha canh ha, đó, canh nhìn xem, nè, em bấm như vậy nha, nó, em để chế độ nhanh nha, hai em rít nè, pin này nó bị yếu rồi. Pin này bị yếu rồi anh. Đó, còn thắng từ tốt này ha. Rồi trái phải là đều tốt hết anh nhá. Đó. Anh nhìn xem ha, con thứ hai nha, con vít nha. Nó tới 21 cấp trượt luôn anh. Đó, 21 cấp trượt. Canh để khoan thì vặn vô chế độ khoan nha anh nhá. Đó, để chế độ khoan. Pin nó yếu rồi nên cảm giác nó không có sướng. À, để em lấy cái cục pin này thử coi. Cục pin này. Lấy cục pin này. Lấy cục pin này coi nó đang còn mạnh hơn nè. Đó. Đó. Hai con nha các anh nha, hai con. Rồi bây giờ em test cái con thứ ba nè. Con thứ ba là con máy cắt nha. Đó, con máy cắt nè. Máy cắt nha, nó cũng giống con kia nha. Con này là con Nati EZT502 các nha. Cấp này cấp bảo vệ của nó nè. Đó.
pin nó yếu rồi. Còn lưỡi của nó thì là cũng bị vấp, cũng bị vấp hết hai lưỡi đó cả nhà. Nhưng mà về mình nếu mà mình tút lại được thì mình vẫn còn xài được đó cả. Made in Japan là ba ha cả nhà, ba thân máy, hai vỏ pin và một cục chặt. À, các anh nhìn xem ha, được không? Về đến nhà, về đến nhà anh nào đóng pin, mà đóng pin nếu mà các anh đóng được thì nó mất khoảng cỡ, các anh đang đóng nếu mà ở thị trường thì người ta đóng khoảng cỡ 450 cho tới 500 một cục, và các anh làm thì hai cục pin này nếu mà anh làm được thì khoảng cỡ 500 cặp pin nếu các anh làm được. Còn mà thợ đóng thì nó lấy khoảng cỡ từ 800 tới 900 tùy nơi. Các anh nhìn xem nha, được không? Giá về đến nhà các anh là 1 triệu nha, các anh nha. 1 triệu. Con này là con chạn nè. Đó. Nhấp nháy nè, nhấp nháy nè. Các anh nhìn xem nè, đó. Em cho nó vô nè. Đó, em cho nó vô nè. Cho nó vô chạm nè, là cái đèn này nó đứng nè. Đó. Đèn nó đứng như vậy là nó chạm. Khi mà nó nhấp nháy rồi là nó đã đầy. Đó, về cho anh cho nó đóng pin chạc vô trong cái chạc nó luôn. Trong cho nó đẹp, cái combo của nó cho nó đẹp, cho lịch sự ha. Rồi, em gửi tới các anh hai cái combo này là về đến nhà là 1 triệu. 1 triệu một combo, 2 triệu hai combo. Đó. Mà các anh phải chuyển khoản cho em đi, khỏi tội nghiệp lắm. Nó mất thêm 20 ngàn tiền ship nữa, tiền thu hộ nữa thì tội nghiệp ha. Rồi tới bây giờ thì em đăng lại cái con đinh ép này. Cái con đinh ép này là con đinh ép Hitachi, mà dòng này là dòng đời cao nè, đời mới nè. Nó rất là nhẹ nha các anh nha. Mà cái phần này của nó cũng tuyệt vời lắm nè. Cái phần mà lấy đinh ra nè, đó, lấy đinh ra nè, mở nè, đó. Hiện đại lắm nha các anh nha, nó hiện đại lắm. Nó hiện đại hơn là những cái dòng sau. Con này là về đến nhà, con này ép nha, ép 1 2 3 4 5, có nghĩa là anh bắn từ 10. Để em đọc lại thông số cho nó chắc ăn. Đó, các anh mở vô thôi. Các anh gà lại, bỏ đi nha, em để đi 3 test nè. Đó, em để đi 3 để test. Hitachi nha các anh nha. Ồ, con Hitachi này là made in Taiwan các anh nha. Nó sản xuất tại Taiwan, made in Taiwan. Đó. Made in Taiwan, nhẹ. Rồi em cho hơi vô nè. Đó, em mở hơi nè. Em bắn cái đùng nè. Dạ, em bắn nha, bắn đùng 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 cho các anh xem. Đó, các anh nhìn thấy không? Bắn 3 đi, nhanh nhẹ. Các anh xem có được không? Giá về đến nhà là 650. Các anh nhận súng cho em là 650 nha. 650. Các anh phải ấn cái này xuống thì nó có cấp bảo vệ của nó mà. Còn sâu cạn thì nó cái nút này. Đẹp lắm các anh nha. Hitachi. Hitachi made in Taiwan. Về đến nhà là 650.000. Rồi các anh nhận hàng giúp em. Rồi tiếp tục. Em tiếp tục tới con số 4. Con số 4 là một con ghim nha. Ghim cũng Hitachi luôn. Đó, ghim này nè. Ghim này là bắn để bắn... bắn yên xe này ha, bắn yên xe, bắn nệm, mút, bắn ván ép. Đó. Anh nào mà ở cái vùng xa xôi mà không lấy được kim thì cứ nhắn cho em ha. Em chạy đi em lấy cho các anh một hộp 5.000 kim đô 50 ngàn thôi. Đó, 5.000 kim 50 ngàn. Một hộp 5.000 kim là các anh dùng cho hết đời luôn. Đó, về đến nhà là 700 nha, con này 700. Con kim này 700 các anh nha. Các anh nhận súng cho em là 700. Giờ em test nè. Test kim cho các anh xem nè. Đó. Xuyên luôn. Các anh nhìn con này xuyên luôn. Để em bắn cái sớ ngang đây ha. Cái sớ ngang vậy cho nó khỏi lúng này ha. Để các anh nhìn thấy rõ hơn. Đó. Sướng không? Hitachi dùng điện nha anh nha. Điện 100V. Các anh nhớ dùng em nha. Điện 100V nha. Em không có bảo hành đâu nha. Em không có bảo hành mà bị cháy là bác em bảo hành, để em trả lại tiền thì em không có bảo hành đâu nha. Đó, còn mọi vấn đề là coi như là em hoàn trả lại cho quý khách. Đó, các anh cứ yên tâm cách buôn bán của em.
không phải là bận tâm tới vấn đề ship là một. Cái thứ hai nữa là hàng phải tốt để các anh dùng nhé. Rồi tiếp thứ ba. Thứ ba là cái con thứ quay con số 4 qua rồi, bây giờ tới con số 5. Con số 5 là một cái con rút UV nha. Anh nào sưu tầm nó không? Đó. Cũng là Hitachi luôn hả? Dòng Hitachi là nội đồng cổ đá, nó là Makita và Hitachi. Nó tại vì cái hiệu của nó thì không được chuộng như Makita thôi. Nhưng mà nó là cũng nội đồng cổ đá nha các anh nha. Nội đồng cổ đá Hitachi 270W. Bây giờ là cái đầu này là cái đầu đầu này là cái đầu 4 ly này ha. Em sẽ gửi cho các anh hai đầu ha, đầu 4 ly và đầu 5 ly. Đó, các anh nhìn xem ha. Đó. Rút nè, thấy không? Nó rút nè. Rồi bây giờ nè, đó, em lên đạn lần nữa nè. Em bỏ vô nè. Đó. Ờ, quên, xin lỗi. Nó bật ra. Rồi, đó, để vậy khỏi nó tuột ra nó không ngậm được. Đó. Phải để vô trong cái lỗ của nó, lỗ tán đó các anh nào. Đó. Đó, các anh nhìn xem nha. Đó. Tại vì khi mà mình không rút á, mình rút mà không em test máy á, thường thường là nó hay bị rút cái này vô nè, cái này biết không? Cái gèn nè. Cái gèn nhôm á. Đó, cái gèn nhôm á. Nó vô trong cái lỗ của nó luôn thì thường thường là nó hay bị kẹt lại. Đó. Anh nhấp lại cái nữa bắn thục nó ra, còn các anh đã khoan lỗ mà bỏ vô bắn một phát một. Đó. Rút nó rút vô cái là nó đủ, cái là nó bắn đùng nó đẩy cái cây ghim này ra. Đó. Các anh nhìn xem ha. Đó. Thì em rút nó vô ha, các anh nhìn xem ha. Nè, anh lên đạn cho nó rút vô mà gọi là nó bị sức, nó kéo cái gèn nó vô luôn á. Đó. Đó. Như vậy là nó đã bắn ra nè, thấy không? Nếu mà nó có cái vật và vật rút thì là coi như nó đã ra rồi nè. Đó, hay gì xem đó, bắn nó rút vô rồi nó thốn cái này ra luôn, rất là nhanh, nhanh rất nhiều lần. Khi nào anh nào có cái công việc các anh sưu tầm cũng được, và có công việc mà phải làm bóp lâu mà đau tay thì lấy con này ha. 700 Hitachi đời mãi mãi nè, các anh nhìn xem nè. Cái thước quỹ này nó cứ chạy lên cái là nó tắt thôi, nên từ đó mà nó còn mới lắm. Các anh sẽ không nhìn thấy được đâu. Đó. Em cho các anh coi lửa nó đang còn mới lắm, mới khiếp luôn. Rồi cái con số 5 này là 700 về nhà nha. Rồi bây giờ thì em bỏ qua cái phần này đi. Bây giờ em tới cái phần số điện thoại của em ha, điện thoại và Zalo, nhắn tin cho em. Em chờ nha. Sau 11 giờ đêm thì các anh 23 giờ đêm thì các anh sẽ nhắn tin cho em thôi. Rồi sáng mai 7 giờ em nhắn tin cho anh. Các anh, tại vì em làm việc rồi khuya quá rồi, có nhiều anh tới 11 rưỡi gọi nữa thì em ngại lắm, ngại nhắc máy lắm. Vì cũng ngà ngủ rồi mệt á. Các anh thông cảm cho. Các anh sau 11 giờ đêm các anh nhắn tin cho em ha. Nếu mà em mà cảm thấy em còn thức thì là em sẽ nhắn tin liền trong đêm với các anh, còn không sáng ngày mai em trả lời. Đó. Em chia sẻ thật là như vậy. Rồi, cái số của em là 0903588867. Các anh nhìn xem nha. Rồi tới số 6 nha các anh nha. Số 6 là một con máy mài nước. Đó, bây giờ thì để cho em kéo cái camera lại chút. Con máy mài nước, để em nói luôn hết cái con máy mài nước này cho các anh xem nè. Con máy mài nước này là nó hiệu của nó là Shinko nha các anh nha. Đó, Shinko, Tokyo Shinko. Nó là 150W. 150W, các anh nhìn xem ha. Đó, 150W, nó cũng không còn được mới đâu. Nó trông nó nói chung là nó cũng chày, nó chày nè ha, chày nè, mặt sau của nó nè, 150W các anh nhá. Nó là Shinko made in Taiwan. Ở con này made in China, con này là made in China nha các anh nhá. Đó, cái hãng này nó của Nhật, nó làm tại Trung Quốc nha các anh nhá. Đó. Rồi cái đường kính đá của nó là 150 nhá, 150. Nhưng mà cái viên đá này nè, các anh nhìn xem nè, cái viên đá này là cái viên đá mà người ta đã dùng rồi nhé, đã dùng rồi. Nó chỉ còn lại 135mm thôi. Đó, có nghĩa là nó người ta đã dùng đã hết 7 ly rồi ha, 7 ly một bên, 2 ly là hết 1,5 rồi. Đó, nó còn có 135mm thôi. Đó, còn cái độ dày của nó là 3/2 này ha. Còn cái độ cát của nó nè, cát của nó là cát 800 này các anh nè. Con này để thích hợp cho các anh, những anh nhà mà có quán bún đó, quán để mà làm, để mà phải sắc rau nhiều á, thì các anh chỉ có việc đổ nước vô rồi bật máy lên đặt riết liếc canh 1 2 3 4 5
và các anh chở mặt dao lại 1, 2, 3, 4, 5 rồi nó bén vậy thôi. Rồi các anh sẽ ngồi sẽ liếc qua, nếu mà các anh muốn cho nó bén mà cái độ bén lâu thật là lâu thì các anh sẽ phải dùng qua đá bùn, phải liếc qua đá bùn, còn không thì như vậy cũng được, là vợ cũng đã khen rồi. Đó, đổ nước vô nha, đổ nước vô các anh, đổ nước vô. Bây giờ em sẽ test máy cho các anh xem này, nó chạy không nghe tiếng đâu các anh nha. Đó, cái dòng Senco này, cái dòng Senco này nó là như vậy các anh. Đó. Cái dòng Senco này là nó chạy rất là êm các anh nha. Chạy rất là êm. Các anh nhìn xem nha. Em test máy nè. Đá này, cái viên này nè, em nói lại nè. Cái độ nhám của nó, cái độ phá nó là mài thô các anh nha. Nó là viên mài thô 800. Đó. Viên 800 nha. Đường kính của nó hiện tại bây giờ nó chỉ còn là 135mm thôi. Đó. Còn cái bảng này của nó là độ dày của đá là 3/2 nha các anh nha. 3/2. Các anh coi lại giúp em nói cho nó rõ nha, nó rõ mà rồi để các anh có thể hài lòng được với cái giá mà em bán, thì các anh để các anh khi mà nhận máy các anh sẽ hài lòng hơn là có những cái điều mà nó hơi khúc mắc các anh. Đó, 3/2 này nha, độ dày 3/2, đường kính của nó là 135. Đó, còn cái viên này, còn cái viên đá phá này, viên đá phá này còn như cái đằng mới nè các anh nè. Đó, còn nguyên luôn nha, 150 nè. Đó, các anh nhìn xem nha. Có cử nè ha, có cử, bên này cử này của nó luôn nha ha. Cử của nó, nhưng mà em thấy là để cái cử này mài không ngon đâu các anh. Để, nó không đúng của nó đâu. Để cái cử này nè, đó các anh nhìn xem ha. Để cái cử này vô đây mài không ngon đâu, các anh lấy ra luôn đi. Các anh để về, các anh tại vì nó chạy chậm mà, nó chạy chậm nên các anh cứ để về liếc thôi. Đó, các anh đếm nha, đếm vòng nha. Lấy cái độ nghiêng của cái tương đối của cái lưỡi dao, các anh đặt vô, các anh liếc 1 2 3 4 5 rồi các anh trở mặt lại. 1 2 3 4 5. Đó. Rồi các anh đưa mặt dao lên ha, đưa mặt dao coi đi. Coi thử là con dao bây giờ thì nó là em quên lấy con dao mất rồi. Đó, tại vì em cũng làm bên thợ mộc á, làm bên thợ mộc nên là mài, nói chung là về cái vấn đề mà mài dao, mài đục, mài lưỡi bào thì là cũng bao nhiêu năm nên là cũng có kinh nghiệm để mà mài đó. Các anh không cần phải đặt cái tay vô mà các anh liếc coi thử nó bén hay chưa. Các anh chỉ cầm cái con dao lên thôi. Lật ngược con dao lên trên cái lưỡi dao mà nó không còn cái chỉ trắng. Đó, là nó đã bén. Đó. Nếu mà anh còn cái chỉ trắng, đó, còn cái gờ trắng thì là dao chưa bén. Các anh không phải dùng tay để mà rà vô nó bén hay chưa đâu. Đó. Các anh phải đếm nha các anh nha. Đó. Phải đếm, dũa cũng vậy. Dũa hay làm bất cứ cái điều gì để cho hai cái mặt của nó tương đối với nhau thì nó phải có sự tương đối. Nên là các anh chỉ cần đặt vô dao vô như vậy. Chẳng hạn như bây giờ em khởi động máy đi ha. Khởi động máy. 150W nó rất là mạnh nha. Máy chạy không nghe tiếng đâu nha. Đó, con này là em lấy về rồi em đã vệ sinh và em cho nó chạy từ sáng đến trưa rồi nha. Nó vẫn như vậy thôi. Mọi cái hoạt động còn tốt hết lắm nha các anh nha. Đó, đang êm lắm. Đó. Nên là các anh cứ đặt con dao vô ha. Đặt con dao vô. Đặt con dao vô như thế này đi. Nếu mà các anh ngồi mài ha, có những anh tại vì anh nào đã biết rồi thì tôi thì bỏ qua cho em nha. Còn như tại vì có những anh hỏi từng cái kìm khúc cũng vậy. Các anh hỏi. Đó, các anh khi mà các anh mài thì các anh để như thế này đi ha. Đó, để như thế này đi. Thì bây giờ là để cán dao nè ha. Đó, các anh để cho nó chạy xuôi như thế này. Các anh để vậy đi ha. 1 này, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Đó, các anh đếm nha, khỏi rồi nó nghiêng nhiều quá nó cũng không đúng của nó đâu. Rồi anh cầm lại con dao lại nè, các anh để nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Đó, là như vậy thôi. Rồi các anh cầm được con dao lên coi thử là cái đường này nè, cái chỉ trắng ở trên cái lưỡi dao nó đã còn hay hết nè. Nếu mà nó còn lại một xíu thì các anh để lại nha. 1 nè, 2 nè, đó. 1 nè, 2 nè. Như vậy thôi. Rồi các anh coi thôi là ok. Nó không còn cái chỉ trắng nữa là ok. Đó. Rồi các anh lấy viên đá bùn các anh liếc lại để cho nó sạch cái gèn và cái độ bén của nó lạnh hơn và nó rất là lâu. Đó. Máy chạy không có nghe tiếng đâu các anh nha. Máy chạy không nghe tiếng đâu các anh. Đó, em để cái cử đây của nó thôi, cho nó có cho các anh thôi. Chứ còn thực chất là cái cử này nó không thích hợp, tại vì khi mình đẩy vô nó vướng cái cán, nó không hết được cái lưỡi dao. Đó, hãy bỏ cử này ra đi, các anh mài không thôi. Đó, mài dao gia đình thì các anh mài như vậy là ok đúng rồi. Đó, là dao mà trong bếp lúc nào cũng bén thì là coi như có nhiều món ngon. Đó. Chứ là dao mà nó luộc quá là sắc miếng thịt nó cứ nhầy tội vợ lắm ha. Rồi ha, rồi em gửi tới các anh về đến nhà là 1,2 triệu nha. Con này 1,2 triệu. Đó. Cái thứ nhất, vì sao nó là 1,2 triệu? Là vì nó mẫu mã nó không được đẹp nè các anh không? Nè. Cái lỗi lớn nhất của nó này, nó có dấu nứt này nè, thấy không? Các anh nhìn thấy không?
nó có dấu nứt này nè, nó dấu nứt lên tí cho anh nha, em nói luôn nha, đó nó cấn nè, nó có dấu nứt này, nhưng mà là nó cũng đang còn ngon lành nha cả nha, nó chạy không rung nha, máy nó chạy không rung, đó, máy vẫn chạy vẫn êm, đứng vẫn vững, đó, không có cái gì gọi là phải bận tâm hết nha. Còn đây là viên đá phá của nó, đó. Đó. Muốn mài đục mài gì thì các anh để bên đây. Đá Nhật em lưu ý, tại vì em đã bán đá và em dùng đá Nhật thì em biết ha. Các anh chỉ việc để nhẹ nó vô thôi nha, đừng có ịn mạnh nó vô. Các anh mài những cái đục to cũng vậy, để nhẹ vô. Là nó tại vì là đá Nhật nó rất là bám đá nha, nó rất là bám thép bám sắt, nên là các anh chỉ cần để phương cho nó chạy thôi, mài cưng cưng thôi là nó đã ăn nó bén rồi. Đó. Còn con dao này, còn cục đá này cũng vậy, các anh đừng tì nó, đừng có tì. Các anh tì á, thì là nó sẽ tạo ra cái lõm và nó sẽ nhảy đó. Nên là các anh cứ đều tay ha, thả lỏng tay ra mà cầm cái dao như thế này đó, em hướng dẫn cho đó. Đó. Các anh thả lỏng tay nha, đừng có cầm ghì nó xuống như vậy, ghì nó xuống như vậy là không đúng đó. Các anh cứ thả lỏng tay ra như vậy, đặt dao luôn, các anh kéo à, đó các anh kéo như thế này thôi đó. Rồi các anh xoay cán lại, các anh đặt, các anh kéo như vậy thôi. Đó, anh để cái ngón tay như vậy này đó. Đừng có tì nó, là nó bén thôi. Đó, và nó bảo quản được cái làm cho cái viên đá mình nó không có bị khuyết một chỗ mà làm cho nó nhảy. Đó. Rồi, cái con Tokyo Senko Made in China này 150W. Mài nước, đổ nước vô là mài thôi nha, các anh nha. Êm, em bao êm luôn nha. Đó, có cái lỗi của nó là bị nứt cái chỗ này đúng không? Đó. Với lại nó cũng không còn được mới lắm nè. Đó. Vì những cái nước sơn này nó không có ở thị trường nên là nó dậm, em dậm vô không có được. Em cũng muốn dậm lắm vì em gai mắt lắm, em muốn dậm vô cho nó đẹp á, nhưng mà không có được. Đó, dậm vô là nó sẽ lung cung. Đó, tại vì màu sơn này màu sơn pha mà. Đó. Rồi cái con này về đến nhà là 1,2 triệu nha, anh nào coi thứ hợp lý thì ủng hộ em. Đó. Rồi tới tiếp tục cái con số con máy mài nước đã xong nha, coi nha, con số 6. 1,2 triệu về đến nhà là sẽ có một con mài nước, là các anh phải không phải bận tâm và không ngại phải mài dao nữa. Đó, để liếc cắm điện vô, điện 100V nhé các anh nhé, điện 100V, cắm điện vô rẹt. Đó. Còn muốn làm gì thì có này, có cục này nè, có một cái con bên này nè, cái viên bên này để các anh làm việc nhà nữa. Rồi tới con số 7 nè, là con mini nè, con này là 120W nha các anh nhé, 120W, nó là 120W nha các anh nhé, cốt của nó là cốt 10 ly. Đó, các anh lưu ý giúp em nha, con này cốt 10 ly. Đó, con Toshiba cốt 10 ly. Cái viên đá này nè, cái viên đá này là cái viên đá đĩa nè các anh nha, nó là đĩa cạn. Các anh nhìn thấy không, nó là đĩa cạn. Độ miệng của nó là 120. Đó, độ miệng của nó 120 nha. Còn cái viên này là viên đá phá nha các anh nha. Đó, nhưng mà khi mà về bãi á, là các anh nhìn xem nè, đó, nó về bãi nó như thế này, nứt nè, nó bị cấn nè. Đó, nó cấn nha, nó cấn là vì cái miếng này nè. Cái bát này nè, cái bát này nó thụt vô, làm cho nó bị cấn nè. Em không có rà đi đâu ha, tại vì là máy nó chạy không có rung. Đó, các anh nhìn xem nè, đó, nó bể như thế này nè. Các anh mài từ từ, chứ bây giờ mình rà mình bỏ hết nó thì uổng lắm. Đó, anh nhìn xem nha. Đó, hai cái bát này nè, cấn vô đây, làm cho nó bị mẻ nha. Đó, rồi em test máy nè, rồi còn dây của nó nè, dây của nó thì bị chày xước cho các anh nha. Nó bị xước ha, xước vỏ ra. Em phải lấy ra từ trong này, lấy ra em luồn gen vô nha. Đó, em làm gen rất kỹ nè, luồn gen vô ha, làm gen co đó, gen co đó, bên này thì là nó đứt một lĩa. Đó, em phải hàn lại nha, em luồn gen co vô đó, cho nó bảo đảm 100% cho các anh luôn. Đó, các anh nhìn xem nè, cái viên đá mà nó bị cấn như thế này ha, về đến nhà, vì hai viên đá này em bán là 720.000 nhưng mà hai viên đá này nó bị cấn ha. Nó bị cấn, có cái dấu cấn này, các anh nhìn xem ha. Nó có dấu cấn này. Đó, hai viên này ha. Nên là về đến nhà các anh là 700 nha. Con này 700. Là các anh nhìn xem nè, cái viên đá nó như vậy đó. Nè các anh nhìn xem. Em sẽ kéo xịt camera lại một chút nữa. Đó, cho anh xem ha, Toshiba nè. Dòng Toshiba, những dòng Toshiba với những dòng Senko là nó sản xuất ở Đài Loan hết các anh nhỉ. Đó. Đặc thủ phủ của Đài Loan hết. Nên là cái đó mà nó rất là mạnh, mà nó rất là êm. Đó, các anh nhìn xem. Hai viên đá mà nó mẻ như vậy đó, mà máy chạy rất thẳng nha. Vì máy nó thẳng nên là em không có rà đi thì nó phí lắm nha. Đó, rà đi thì nó phí đá. Đó, các anh mài nha. Các anh mài đi. Đó.
máy chạy êm lắm nha, Toshiba nó êm lắm, những dòng Toshiba đặc trưng của Toshiba rất là siêu êm, nó chạy trong tĩnh lặng các anh ạ. Về đến nhà là 700 nha. Rồi cái con này là con số 7. Rồi tới con số 8 nha. Con số 8 này là cái con cũng Toshiba nha các anh nha. Đó, Toshiba. Con này là màu xám nha các anh nha. Đó, con này là màu xám. Các anh nhìn xem nha. Đó, con này nó màu xám nha, 150W. Cốt của nó là cốt 12.7. Cốt nó 12.7. Đó, nên là cái viên đá này nè là của nó nè. Còn cái viên đá này á, là em phải về em bỏ vô nè. Đó, bỏ vô viên đá nè. Thường thường là nó về bãi thì nó cứ bể hình viên không à. Những viên mỏng là bể hết. Đó, viên này em bỏ vô nha. Đó. Rồi bát của nó thì bên này là bị thiếu nè, em làm cái em lấy cái về em cắt ra hàng rồi bỏ vô để làm có bát nha. Về các anh chỉ việc chỉnh nó lên thôi ha. Chỉnh nó lên cho nó cao lên. Đó. Vậy nó đang hơi gục xuống nè. Đó, Toshiba nha, con này là cũng là 150W nha. Con này 150W, cốt 12.7. Con này cũng là made in Taiwan nha các anh nha. Toshiba. Đó, con này về nhà là 850 nha các anh nha. Đó, cái màu của nó màu xám, cộng với nó cũng là nó cũng hơi lâu rồi nên là trông nó không còn sáng, nó không có bắt mắt lắm. Đó, tại vì nó không có sáng mới tinh như thế này. Đó. Nên là các anh xem nha, nhưng mà nó rất là êm các anh nha. Nó siêu êm luôn. Các anh nhìn xem nha. Em cắm điện nha. Toshiba thì nó chạy trong tĩnh lặng, các anh làm việc gia đình là coi như là luôn luôn phải hài lòng với nó. Các anh nghe tiếng nó chạy không? Chạy rất êm luôn nha. Em bán là đầy đủ đá nha. Máy của em là vệ sinh sạch sẽ là một này, cái thứ hai là cân bằng đĩa đá nè, đá mới không mà nha. Đá 150, 148, 145 thôi. À, có những cái viên mà nó cấn một chút là em rà xuống còn 145 thôi. Là trở lên tới 150 đúng nguyên zin đá của Nhật hết. Chứ không có lộn xộn gì ở trong này. Đó. Nên là cái con này nè, đó. Con Toshiba này anh nào yêu nó thì chốt hàng giúp em nè, 850 về nhà nha. À, các anh chỉ nhận máy là 850. Rồi tới con này là con số 8 nha các anh nha. Con số 8. Rồi, em bỏ qua nha. Mọi cái của nó là còn nguyên vẹn hết anh nha. Các anh nhìn xem nè, đế nè. Nè, đế nè, chân nè, bát nè, cử nè, nắp nè. Đó. Êm nha các anh nha. Chạy êm lắm, chạy lâu lắm. Rồi, em sẽ chuyển xịt camera lại chút nữa. Bây giờ là còn lại 4 con. 4 con này là 4 con mà. 4 con này là 4 con mà em muốn giảm giá để em bán này ha. Bị số 8 rồi, tới con số 9 này ha. Con số 9. Con số 9 này là cái con Zinger nha. Cái con Zinger này nó có cái lỗi của nó là như thế này nè các anh nè. Cái lỗi của nó là nó thiếu một cái cử nè. Đó, anh nhìn thấy không? Em lấy về nó thì không có hai viên đá này là một. Nó bể cái nắp này nữa. Đó, công tắc nè, em bỏ cái Atto của Nhật vô đây nha. Đó, công tắc này. Đó, em giới thiệu cho các anh. Con này thì nó nặng 18kg nha các anh nha. Đó. Con này thì nó nặng 18kg. Nặng 18kg. Nhưng mà cái đời của nó là đời năm 1964 đến giờ rồi nha anh nha. Cái đát của nó là đát một năm 1964, nó nặng 18kg. Nếu mà nó có hai nắp với một cái cử, cái cử của nó nữa thì là nó nặng 20kg tròn. Em thông báo là như vậy. Con này là nó ghi là đĩa đá của nó là 150 nè. Còn công suất của nó là công suất 200W nè ha. 200W điện 100V. Nhưng mà cái dòng của nó là dòng mấy chấm đây? 3.4 và 3.2. Dòng của nó là 3.4 và 3.2. Con này là con Zinger Ben gì đây? Đó. Con này là của hãng Matsuta gì đó, hợp tác Electric. Đó. Con này là nó trâu bò lắm các anh nha. Đó, em quảng cáo với các anh là như vậy. Con này là gần 60 năm rồi mà thiếu hai nắp, thiếu một cử, còn đá với lại một cử bên này thôi. Con này em cho nó chạy từ sáng đến trưa, từ sáng đến trưa em cứ để cho nó chạy thôi, cho nó chạy từ sáng đến trưa thì cái độ ấm của nó khoảng cỡ 40 độ thôi, coi ấm hơn tay mình chút thôi, ấm hơn tay mình chút thôi nha. Con này phù hợp để cho các anh làm thợ nha, để cày với nó. Có thể nó bây giờ cái tuổi đời của nó là đã 40 năm, 60 năm rồi, 59 năm rồi. Mà bây giờ là các anh dùng được bao nhiêu năm nữa với nó đây. Em khởi động máy nè.
nó cũng chạy tụ nha anh nha, tụ nó chạy tụ, nó đề nó đồ cổ mà khi mà nó chạy rồi thì nó mạnh lắm, nó không có đề nhanh, nó không đề nhanh như những cái con kia. Đang còn êm lắm, 60 năm rồi mà vẫn còn êm cuộc đời lắm. Mở cái này ra là nhìn thấy những cái lớp xốp của nó, những là mút mút mà để nó chặn nước, chặn nó chặn dầu, chặn gì đó, hoàn hảo lắm, hoàn hảo lắm, những dòng này hoàn hảo lắm các anh. Nó bị thiếu một cử thôi, nhưng mà em cứ đăng đi, anh nào lấy thì lấy, còn không thì để đó. Em sẽ kiếm cử sau rồi em ráp vô, rồi lúc đó là các anh, thường thường là các anh mua, mua thì các anh cứ muốn có hai cái cử, nhưng mà thật chất ra thì em thấy là chỉ làm một cái cử thôi. Vì một bên một cục đá với một bên một cái miếng bánh nhám hay là một cái gì đó thì nó công năng hơn. Đó. Con này về đến nhà, con này 18kg nha, nặng 18kg nha, con số 9 này nha. Các anh nhận máy, nếu các anh thích nó thì là về đến nhà các anh là 1.7 triệu nha các anh nha. 1.7 triệu nha các anh nha. Con này 1.7 triệu về đến nhà. Em giảm đi 100.000 để về. Vì nó nặng lắm. Nó nặng lắm các anh nha. Các anh nhìn xem nè. Ở trong này nè. Chưa có một con máy nào nó như con này đâu. Đó. Cái con này nè. Ở trong này nó đóng chữ nhiều lắm. Ở trong lòng của nó. Đóng chữ nhiều lắm. Hàng đời cổ các anh. Đó. Hàng đời cổ các anh nha. Đời xa lắc xa lơ. 59 năm rồi. Rồi cái con số 9 này 1.7 triệu nha. Đó, nặng 18kg. Chạy từ sáng đến trưa không nóng, ấm hơn tay mình, ấm hơn tay người một chút thôi. Rồi tới con số 10. Con số 10 này em cũng hạ giá xuống 50 ngàn nữa. Là con, cái con số 66 này. À, cái con số 66 này, cái con Makita, Makita 9300 này ha các anh nha. Đó, con này thì nó đầy đủ cử nè. Nắp thì nó thiếu một cái. Đó, đầy đủ cử nắp thì thiếu. Nhưng mà tổn cái này nó hơi đen nè. Nhưng mà nó êm các anh nè. Makita, đời Makita. Makita êm, đá mới hết cả nha, đá 125. Đó, cốt 12 ly 7. 230W. Nặng 12 kg sao các anh, 12 kg, 12 kg rưỡi gì đó. Em khởi động máy cho các anh xem nè. Máy chạy êm ru nha. Chạy sáng trưa vẫn êm ru như vậy. 1.050.000 về nhà, em giảm xuống 50.000, tại vì nó nặng mười mấy ký như vậy thì ship khoảng cỡ 70-80.000 gì đó, thùng xốp nữa thì cũng ngót ngát gần trăm. Cái gì thì kiwi dùng thôi. Cử này thì lên xuống nha, lên xuống ra vào nghiêng ngả được hết hai bên. Đó. Cái dàn cửa của cái máy này nó công năng lắm nè các thằng này ha. Mở cái ốc chuồng này ra xoay nghiêng ngả như thế này, các anh mở con ốc này ra nghiêng ngả nó như thế này, cao thấp thì vặn ốc chuồng này xuống nha. Đó. Cao thấp vặn ốc chuồng này xuống, muốn ra vô thì con này ha. Đó. Công năng lắm các anh nha, công năng đó. Đó, đá của nó là đá 125 các anh nha, đá mới hết nha, đá mới nha. Vì em bán đá mà có những con mà nó lỗi đá thì em cũng lấy về rồi em lấy đá của em bỏ vô cân bằng đá lại làm sao cho cái máy chạy êm nhất. Gửi tới các anh cứ nhận máy. Các anh nhận máy là 1.050.000 Makita. Đó, anh nào coi cảm thấy hợp lý thì ủng hộ giúp em. Rồi tới cái con số 11. Con số 11 là con này. Cái con chạy mặt vít này ha. Con mặt vít này nó là 200 nó là 200W thôi các anh. Điện 50Hz, 560Hz, điện 100V. Điện 100V nó là 230W. Con này là con Taiwan. Đó, con này con Taiwan. Đó, điểu nó đây, cửu nó đây, nó thiếu hai cái nắp. Nhưng mà nó đặc trưng của nó là nó được ưu điểm cái là cái cốt của nó dài. Nên là các anh bỏ 2 phân, 3 phân, 4 phân vô nó cái này cũng được luôn. Đó. Vô trong cái trục này cũng được không? Nè, ốc còn dư nhiều lắm nè, 3 phân, 3 phân đá 3 phân các anh bỏ vô cũng ok luôn. Tại vì đá này là 2 phân rồi. Nhưng mà còn ốc nó còn dài như thế này mà. Đó. Rồi đầu ốc của nó có một cái đầu để các anh bỏ cái bánh nhám vào đây nữa, để các anh chà nữa nè. Con này 1.2 triệu về nhà.
con này em đăng rồi mà chị em chưa bán được, nhưng mà con này là em không có bớt giá được nhé các anh nhé, các anh coi thử lấy được không. Đó, con này là con Taiwan nhé các anh nhé, hiệu này hiệu Taiwan, Sampo Taiwan. Em khởi động máy nè, tại vì những dòng mà nó đề mặt vít á là mình quay như vậy nè, nó không có xoay nhiều như những dòng tụ. Đó, các anh xem ha. À quên, xin lỗi, em chưa cắm điện. À, em chưa cắm điện. Bây giờ cắm điện vô nha. Cắm điện vô một cái. Rồi em bật máy nha. Cắm điện em bật máy. Tại vì nó đề mặt vít thì nó đề rất là nhanh, nó đề tức thì luôn. Đó, nó đề tức thì nhé các anh nha. Đó, viên này viên đá mỏng nè. Viên này viên đá dày nè. Đó. Còn cái bánh nhám này là để các anh mài dao nè. Đó. Các anh có thể là thay nhám nhám to, nhám miệng, dán giấy nó vô thôi. Rồi các anh có thể là thay đĩa 125 hay là 150 đó tùy các anh. Đó. Đó, như vậy thôi. Anh xem nè. Đó, em tắt máy đi. 230W rất là mạnh. Nên là các anh cái trục bên này nó dài, các anh có thể bỏ bánh nhám nè, bỏ bánh nhám nè, bỏ bánh lông nè, bỏ bánh cước nè. Vô là như là cái độ dày mỏng mà không có bị cấn, không có giới hạn được cái nó không phải giới hạn cái phần cốt của cái độ dày nhá. Đó, ưu điểm của nó là như vậy. Cái mặt vít của nó nhã nè, nó kêu cóc nè. Đó, anh thấy không? Cóc. 1,2 triệu về nhà. Đó, anh nào coi thấy được những cái ưu điểm của nó thì ủng hộ em con này. Rồi cuối cùng em gửi tới các anh cái con máy cắt sắt. Đó, con này em đăng 2 lần rồi đó mà em chưa bán được. Nay em hạ xuống 50.000, em giảm xuống 50.000 muốn bán nó đi để kiếm tiền tiêu Tết. Đó, con này nha. Cái con này là con Sinewa nha các anh nha, con Sinewa. À, cái khung này là khung nhôm của nó nha, khung nhôm. Tổng khối lượng của nó là 10kg. Khung nhôm xịn sò lắm các anh nha, xịn sò vô cùng luôn. Đó. Nhưng mà rồi nó cũng bị nhăm nhở cái phần sơn của nó nè. Sơn của nó là sơn bạc các anh nha, sơn bạc. Nên là em dậm cái sơn bạc này lại để cho nó đẹp hơn. Các anh có lấy nó về cũng không phải sơn lại mà cũng có nhìn thấy nó bắt mắt hơn. Đó. Khung này là khung nhôm các anh nha. Đó, khung nhôm. Nó có chế độ mở nhanh chậm nè. Có chế độ cắt nghiêng này ha. Đó, cắt thẳng này ha. Để ống thẳng nè ha. Đó, để ống thẳng, cắt thẳng. Để tạo ống nghiêng này ha, tạo ống cho nó nghiêng lên. Đó, góc này là góc 45 độ nè, chắc vậy á. Em test máy luôn cho các anh xem. Coi thử này nó có xịn sò không? Có đáng để các anh sưu tầm nó không? Con này là con Sinewa. 1000 bao nhiêu watt để em nói sau đi. Rồi nha, em để vô em test nè. Đó. Bây giờ mình đẩy vô nè. Đó, sập cái này xuống nè, mình siết nó lại nè. Đó, bây giờ nó đã hơi ngóc rồi nè các anh ha. Nó ngóc lên cái góc 45 độ nè ha. Đó, các anh siết cứng lại nè. Bây giờ ta cắm điện cho nó đi ha. Ta cắm điện cho nó. Cái con này là xịn sò lắm các anh nha, xịn sò lắm vì nó giá đắt. Chứ còn những dòng tôn em bán có 700-750 con thôi. Đó, những cái dòng mà cái đế tôn á. Cái đế tôn, đĩa của nó là đĩa 180 nha anh nha. Lưỡi cắt đang còn bao bén luôn, đang còn mới lắm. 95%. Nên là nó còn rất mới. Cái đĩa của nó đang còn rất mới, nên nó cắt rất ngọt. Nó cắt rất ngọt nha. Đó, anh nhìn xem nha em. Đó, anh nhìn thấy không? Nó nặng 10kg thôi. Nặng 10kg rồi các anh nha. Sinewa nha, Sinewa chạy đĩa hợp kim, đó, cắt sắt. Giờ em cắt này, đếm theo bao nhiêu giây thì nó đứt một cái ống 2 vuông này. Trong vòng mấy giây à? Vì cái lưỡi cắt nó đang còn bén lắm. Đó, các anh nhìn xem ha. Lưỡi bén mà nó không để làm chút gì ba dế nè. Đó. Bây giờ em lấy cái này ra ha.
lấy cái này ra này, đó nó như thế này nữa nè, anh nhìn xem này, thẳng đét không, thẳng đét luôn các anh nha, cắt vuông cỡ này mà. Rồi con này á, con Siniwa này nhé các anh nha, 1.150.000 vỉa nhà nha, 1.150.000 vỉa nhà. Đó. Anh nào mà làm việc gia đình mà không phải những cái con cắt sắt mà 305 em cũng bán giá đó thôi, nhưng mà nó nặng 15 kg cơ, con này có 10 kg thôi, 10 kg thôi mà nó đĩa của nó là đĩa 180 nha các anh nha, đường kính của nó 180, công suất của nó là 12A nha, nó tương đương với là 1050W thôi các anh nha, 12A đĩa 180, 5.000 vòng trên phút đó, 5.000 vòng trên phút. À, dây zin của nó dài khoảng cỡ 5 mét. À, các anh nhìn xem ha, em xịt cho nó cái nước sơn vào trong nó đẹp mắt hơn không? Đó, hơn là để vậy thì hàng mới không có các anh. Đó, bốn cái trụ của nó này đẹp không? Khung nhôm nhá, nhìn xịn sò lắm. Các anh không phải suy nghĩ là xem nó có bền không, nó bao nhiêu năm? Dạ thưa kính thưa là nó là siêu bền đó các anh nè, dòng Siniwa này nó siêu bền. Đó. Cục than của nó thì là người ta đã dùng hết 1/4 rồi các anh nha. Đó. Tại vì than của nó là nó chia làm hai, nó có cái gạch ở giữa mà nó dùng hết một nửa gạch rồi. Đó. Em thông báo là như vậy, hàng đang còn rất là mức mà, cắt chuẩn mà đẹp nha, êm ái. Rồi cái con số 12 là cái con Siniwa cắt sắt này nha. Đó. Nó cắt được khoảng cỡ 6,5 phân. Nên cái ống mà cái ống 6 phân của mình á, 46 gì các anh làm việc gia đình là tuyệt vời luôn. Siniwa 1.150.000 vỉa nhà, các anh chuyển khoản cho em, vì những cái đơn hàng nặng thì chuyển khoản cho em để nó giảm đi những cái số tiền lớn đó. Những số tiền trên 1 triệu thì em thêm mất thêm mấy chục ngàn tiền ship nữa, điện thoại bán uy tín nha. Đó, gửi tới các anh rồi, gửi lời cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì em sẽ xịt cái camera lại, và rồi em sẽ gửi tới các anh cái số điện thoại lần nữa đi, để các anh khỏi phải đó, gọi cho em. Rồi hai hôm nữa thì em sẽ đăng đá, vì các anh hỏi đá nhiều, để coi những dòng đá 150, 125 hay là 200, 250 đó, đá mịn, đá thô, đá gì đó thì em sẽ đăng lại, để mong được các anh ủng hộ. Rồi Đình Thái xin cảm ơn tất cả mọi người và chào.